Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Như thường lệ bên mình vẫn giới thiệu đến các bạn những chiếc máy đang có tại kênh. Hôm nay bên mình có cập nhật được một số mẫu máy mới muốn giới thiệu đến các bạn, và những cái mẫu máy ngày hôm nay nó sẽ xoay quanh tầm tiền từ 2 triệu cho đến 3 triệu. Đó thì các bạn có thể xem video. Và những cái mẫu này thì theo như mình, nếu trong cái khung giá 2 đến 3 triệu thì các bạn mua nó hoặc là sở hữu bọn nó thực sự là rất hợp lý, và có thể gọi nó sẽ là xoắn cái ngôi ngày xưa của A95G cũng như là LG V50 các bạn nhé. Đó thì thời đại bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chiếc máy mới đó là gì và nó có những cái gì đặc biệt mà có thể xoắn ngôi vương của V50 cũng như là A95G các bạn nhé. Đầu tiên sẽ nói đến đó chính là những chiếc Samsung Galaxy A23 phiên bản Hàn Quốc, chạy chip Snapdragon 965 5G các bạn nhé. Là một con chip cực kỳ là khỏe mạnh để các bạn có thể là chiến game cũng như là cái app nhé. Đấy. Với ngoại hình của nó thì bên mình có 3 màu, đó là màu trắng này, màu đen này và màu xanh. Về ngoại hình thì chắc chắn rồi, không bao giờ các bạn phải lăn tăn vì những cái lô hàng này, nó là cái lô hàng A++ luôn. Đẹp gần như là máy mới luôn các bạn này. Đẹp lung linh như trong tranh, zin nguyên áp suất luôn. Màn trong veo, không có ám ố, không có lưu hình gì luôn các bạn nhé. Đấy. Những con máy này thì được cái bộ nhớ của nó rất cao, đó là 128GB. Đấy. Với thanh RAM của nó là 4GB, chạy con chip Snapdragon 965 5G. Đấy. Kèm theo nữa đó là viên pin của nó là 5000 mAh. Với cái ngoại hình của máy là hàng siêu siêu lướt như thế này thì các bạn dùng không khác gì một chiếc máy mới, và pin có thể lên cho các bạn tầm khoảng 2 ngày 3 ngày các bạn mới phải sạc pin luôn. Đấy. Camera 50 megapixel luôn các bạn nhé. Màn hình thì đẹp lung linh tuyệt vời luôn, Full HD Plus. Máy rất mượt, rất trơn tru mượt mà. Bên mình sẽ tặng các bạn một kính cường lực, một bộ sạc nhanh cũng như là một tai nghe bảo hành cho bạn 3 tháng với 1 đổi 1. Cho những chiếc máy như này các bạn có thể dùng lên đến tầm khoảng 4-5 năm thoải mái các bạn nhé. Lúc đó mới tính cái chuyện thay máy. Và 4-5 năm các bạn chỉ cần bỏ ra một cái số tiền, đó là 2,5 triệu thôi các bạn. Chỉ có 2,5 triệu thôi các bạn nhé. Đấy, đủ để xoán ngôi được A95G cũng như là V50 chưa? Pin khỏe hơn, màn máy to hơn 6,6, 6,7 inch, cộng với chip Snap. Đấy, giá thành nữa cũng rẻ hơn. Nên các bạn, mình nghĩ đây sẽ là sự lựa chọn rất là tối ưu. Ba màu nhá. Cây nào cây đấy đều đẹp như máy mới luôn. Có ba màu. Tiếp đến nữa, một chiếc máy nữa mà nó lại nhỉnh hơn con A23 này một chút, đó chính là chiếc M23. Cũng sở hữu pin 5000. Nhưng con này màn của nó là 120Hz luôn các bạn. Độ rộng của nó vẫn là 6,6 inch giống như con A23 kia. Còn đây là con M23 các bạn nhé. Đấy. Bớt đi 2 hay còn gọi là M23 nhé. Đấy. Máy cũng là một sim, RAM 4GB, bộ nhớ của nó là 128GB các bạn nhé. Đấy. Con này thì chạy con chip Snapdragon 750G các bạn nhé, 750G. Về ngoại hình thì các bạn chắc chắn rồi, nó đều là những cái hàng máy gọi là zin 99 cho đến cận kem, gần như máy mới rồi các bạn ạ. Đấy. Bên mình có 3 màu các bạn nhé. Đó. Một là màu xanh nhạt, hai là màu lâu kiểu như là lâu cam, lâu kiểu như là đồng sẫm ấy các bạn ạ. Đấy. Ba là màu xanh đậm các bạn nhá. Đấy, có 3 màu. Đấy, xanh đậm chứ không phải là xanh không phải là màu đen đâu. Đấy, có 3 màu. Màn hình 120Hz, pin 5000, RAM 4, bộ nhớ của nó là 128GB. Đây xứng đáng là những con máy mà các bạn bỏ tiền ra mua.
và giá bên mình đang để cho các bạn với giá của nó chỉ có là 2.600.000 thôi các bạn nhé, 2.600.000. Zin đẹp, zin ken sa beng luôn, hàng A cũng cộng luôn các bạn ạ. Vẫn tặng đầy đủ các bạn kính cường lực, sạc nhanh cũng như là tai nghe, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Phát hiện máy zin, máy rứt bên mình tặng các bạn máy luôn nhé. Rồi tiếp đến nữa đó chính là một cặp Samsung Note 10 Plus. Thì cây đầu tiên sẽ nói đến đó là một cây bản 512GB. Đấy, hàng zin nét này nét luôn, đẹp 99 cho đến cận kem, màn sáng trắng, không có ám ố, không có lưu hình gì luôn. Đấy, máy siêu lướt luôn. Nhưng con này được cái bộ nhớ đó là 512GB RAM 12. Đấy, giá bên mình đang để cho bạn giá chỉ có 6.300.000, 6.300.000 bản 1 sim hỗ trợ sóng 5G các bạn nhé, bản 1 sim hỗ trợ sóng 5G zin nguyên bản, máy đẹp. Tặng các bạn ốp lưng, dán màn cũng như là sạc nhanh, bảo hành 3 tháng mỗi 1 đổi 1. Một chiếc nữa là Note 10 Plus, máy màu trắng. Máy màu trắng, con này ngoại hình của nó thì có xước nhẹ tí xíu thôi, gọi là phe phẩy nhẹ thôi. Đấy, phe phẩy nhẹ thôi. Cái này giá chỉ có 3.600.000 thôi các bạn nhé, 3.600.000, rẻ một nửa so với cả với cái máy lúc nãy. Màn hình cũng trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. RAM của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 256GB, bản Hàn 1 sim hỗ trợ sóng 5G. Màn trong veo, không ám, không ố, không lưu hình, nó chỉ có đúng một chấm đen rất nhỏ này. 3.600.000 thôi các bạn, sở hữu một con màn hình Dynamic 2K cộng. Đấy, hàng sang, hàng cao cấp, flagship luôn. Vẫn bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Vẫn tặng đầy đủ phụ kiện và vẫn bảo đảm với các bạn vết đốm này không noang các bạn nhé. Rất bé, và cái vết đốm này lại ở cái rất là cái gọi là thẩm mỹ luôn các bạn. Nó ở góc trên. Đấy, các bạn để màn hình đen là nó sẽ không nhìn thấy cái vết đốm này luôn. Note 10 Plus cực lành, 3.600.000 thôi. Rồi tiếp đến nữa đó là một chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra. Đấy, cây máy này là một cây máy tai nạn các bạn nhé. Cây máy này bị tai nạn, mình để ở trong két. Nhưng mà để đè một cái hộp máy lên. Đấy, mình mua con này mua hơn 5 triệu cơ. Mình mua là 5 triệu ở mấy, hơn 5 triệu, nói chung là con này chấp nhận lỗ rất nặng luôn. Để một thùng máy lên. Đấy, để trong két và nó bị sập một vết như này. Đây các bạn, màn zin không ép kính, không đánh kính, lưng cũng là lưng zin, vỏ cũng là vỏ zin, nói chung con này là zin đẹp luôn. Mình mua là mua cái hàng A, hàng đẹp đây các bạn nhìn này, hàng A, hàng đẹp luôn. Định về bán tầm khoảng 5.900.000 kiếm một tí lời, nhưng mà bây giờ lại thành lỗ luôn. Và cái vết kẻ này mình đã theo dõi 2 ngày hôm nay rồi, không thấy bị loang, cũng không thấy bị gì cả, nên các bạn yên tâm, nó mãi mãi nó chỉ một đường kẻ sáng xanh mờ như này thôi. Đấy, màn hình thì chẳng sáng, không ám, không ố, không lưu hình nhá. RAM thì của nó là 12GB, bộ nhớ của nó là 128GB, 256GB, RAM 12, bộ nhớ 256GB. Đây là phiên bản Hàn Quốc, máy hỗ trợ 5G và chạy chip Snapdragon các bạn nhá. Đấy, con này đây thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 3.200.000, để cho bạn giá 3.200.000. Đấy, để cho các bạn có thể nghiên cứu. Nói chung là đây là một con máy dòng flagship, màn hình của nó Dynamic 2K cộng, camera zoom 100, rồi pin của nó 5.000 nữa. Con máy này mà để cho bạn trải nghiệm rồi quay video, vlog, rồi làm TikTok, rồi YouTube thì quá là tuyệt vời luôn. Camera nét căng. 3.200.000 thôi các bạn. Rồi tiếp đến nữa là một chiếc S21 Ultra phiên bản Hàn. Đấy,
trên máy hàn thì các bạn yên tâm về chất lượng của nó rồi. Con này nó xước đúng một tí ở chỗ góc này thôi, còn lại là đẹp luôn. S21 Ultra. RAM 12, bộ nhớ của nó cũng 256GB, máy một SIM hỗ trợ 5G, chạy chip Snapdragon 888 luôn, pin 5000. Bên mình đang để cho các bạn giá là 7,5 triệu các bạn nhé, rẻ hơn cả lốt 20 Ultra luôn. Mà về chức năng thì ăn đứt lốt 20 Ultra. Lốt 20 thường phiên bản Việt Nam. Bản Việt Nam. Máy ngoại hình của nó là hàng zin đẹp 99%. 99% có xước phe phẩy nhẹ kiểu bụi cám thôi. Đấy, màn trong veo trắng sáng luôn. Lốt 20. Để lốt 20 thường các bạn nhé. Bản 2 SIM hàng Việt Nam. RAM 8GB, bộ nhớ 256GB. Đây là 2 SIM vật lý. Đấy. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 5.400.000. 5.400.000 cho một cái máy màu nâu cà phê, đầy đủ tính năng, không lỗi lầm gì cả. Rồi S9 Plus, bên mình còn một cây màu tím bản 256GB, vẫn còn siêu viền này các bạn này. Đấy. Máy dùng rất là cẩn thận, giữ gìn. Đẹp phải tầm 98-99%. Đây nó chỉ xước đây là gọi là xước siêu viền thôi, bóc ra này đẹp như mày mới thôi. Nhưng khách dùng rất là giữ gìn, các bạn nhìn cái màn hình của nó là đã thấy phê luôn. Đấy, con này nó đang hết pin các bạn nhé, đang hết pin thôi, màn hình của nó trong veo luôn các bạn ạ. Ngoại hình đẹp. Đấy. Bên mình đang để cho các bạn là 3.300.000, tặng ốp, tặng sạc, tặng tai nghe luôn. Một chiếc nữa Samsung Galaxy Note 9, bản RAM 6 nhớ 128GB, Hàn Quốc, máy 2 SIM. Ngoại hình của máy là hàng zin đẹp 98%. Màn trắng sáng không ám màu, không lưu hình. Để cho các bạn với giá của nó là 3.300.000. Để cho bạn giá 3.300.000. Samsung Galaxy Note 9 phiên bản Hàn, màu đen. Bút sử dụng chụp ảnh từ xa đầy đủ. Tiếp nữa là cây Samsung Galaxy Note 9 phiên bản 512GB. Ngoại hình của nó là hàng zin đẹp. Cũng tầm khoảng 98-99%. Thì thoảng gọi là một vài vết xước nho nhỏ thôi. Màn trong veo. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 3.700.000. RAM 8 bộ nhớ 512GB. 3.700.000 các bạn nhé. Lốt 9 512GB. Hôm nay bên mình thâu lại được của khách một con Samsung Galaxy S22 Ultra. Cái máy này thì màu đen. Khách trước là mua của cửa hàng mình và đến giờ lại quay trở lại bán. Cũng là mùa Euro thôi. Máy đẹp, zin đẹp 99% luôn, nguyên áp suất. Khách dùng này, các bạn nhìn cái độ dùng của khách là biết. Cái miếng PPF trước mình dán cho khách này vẫn rất là mịn mượt, không có bị xước sát gì cả. Được, khách dùng rất tự nhiên, đầy đủ tính năng. RAM 8 bộ nhớ 128 bản Mỹ 2 SIM. Màn trắng sáng trong veo. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 10.300.000. 10.300.000 các bạn nghe không nhầm đâu. Đấy, 10.300.000 cho S22 Ultra bản Mỹ 2 SIM. Siêu rẻ. Rồi tiếp đến là quay sang dòng iPhone đi. iPhone hôm nay bên mình có về được là iPhone 7 Plus bản 128GB. Bản này thì các bạn thoải mái có thể làm máy chính được luôn, không cần phải làm máy phụ đâu, máy chính được luôn. Đấy. Sử dụng tất cả các ứng dụng ngon lành cành đào, không bị hạn chế ứng dụng gì cả. Đấy, bảo mật thì rất là cao, sinh trắc học vẫn còn rất là ngon các bạn nhé. Đấy. Mà bộ nhớ 128GB nó còn xứng tầm với những chiếc máy mà năm 2020 đổ lên. Đấy, năm 2020 đổ lên thì mới gọi là phổ thông bộ nhớ 128GB, nhưng những chiếc máy iPhone 7 Plus đã 128GB rồi. Đấy, ngoại hình của máy thì con nào con đấy đều zin đẹp tầm khoảng 98%, đều có các cái vết xước nhỏ. Nói chung vết xước rất nhỏ đây này, chấm tí thôi. Nói chung bạn nào dễ tính mà cái thời iPhone 7
thì sẽ coi nó là hàng 99, khó tính lắm thì coi là hàng 98,5 các bạn nhé. Đấy. Bộ này vẫn chạy được iOS lên đến 15.8.1, nó không bị hạn chế khi tải ứng dụng các bạn nhé, nên các bạn yên tâm 100% về các bạn có thể dùng làm máy chính được. Đấy. Màn hình của nó này các bạn này nhìn sáng đều luôn, và đây mới chính là những chiếc máy còn zin nguyên áp suất, chưa bóc máy luôn. Đấy. Và khi đến tay các bạn thì sẽ là máy bóc máy rồi, bởi vì pin của nó này, pin của nó, ô con này, ui, con này 88%, không phải thay luôn các bạn. Con này pin 88%, không phải thay. Đấy. Bên mình đang để các bạn giá là 2.650.000. 2.650.000 các bạn nhá. Đấy. Một chiếc này nữa cũng màu đen, cũng là hàng quốc tế, bộ nhớ 128GB. Đấy. Đấy, tất cả đều zin đẹp này. Con nào có để nó chỉ xước nhẹ tí thôi. Đấy. Bộ nhớ 128GB. Màn hình zin không có ép kính nhá. Đây. Pin của nó này toàn 6 mấy với cả 7 mấy phần trăm thôi. Đấy. Hạn hữu lãng có con kia 88% là gọi là hàng nét luôn đấy. 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 Mà để cho các bạn giá chỉ có 2.650.000 là bao cho các bạn thay pin luôn, và pin nó là pin EU chuẩn cho các bạn luôn nhá. Ở bên mình chỉ có hai màu, có màu đen và màu hồng thôi. Đấy. Đây các bạn này. Con này còn đang chạy US 12. À 15. Đây 15.7.6 này. Pin của bọn này thì đều bảo trì hết rồi. Vẫn là pin zin đi theo máy luôn. Đấy. Các bạn nếu mà cần chiếc, bên mình sẽ bóc ra thay pin cho bạn và đưa cho các bạn quả pin cũ này luôn, để cho các bạn cảm thấy cái độ gọi là an toàn khi mua các máy 7 Plus này. Đấy, hàng zin chuẩn luôn. Đây. Màu hồng thì là nó sẽ có hơi bạc màu một chút theo năm tháng thôi, nhưng mà rất đẹp này. Này các bạn nhìn này, như hàng đẹp 99% luôn. Đấy, các bạn nhìn này, màu thì nó sẽ phải hơi bạc một chút thì tất nhiên rồi. 7 Plus hàng lâu rồi, không thể nào mà tránh khỏi vết xước hoặc là bạc màu được. Đấy. Nhưng mà đây là những cái con máy mà bên mình đã tuyển chọn rất là kỹ càng cho các bạn rồi. Nó xước thì nó cũng xước một chút xíu thôi. Đấy. Con nào con đấy đều đẹp, con nào con đấy pin đều kém. Có mỗi con này, của con này chạy US 11 đây các bạn nhé. Đấy, US 11.4.1 này, thấy chưa, quá lét. Giá đồng giá là 2.650.000 các bạn nhé. 2.650.000. Đang chạy US 15.6 đấy. Tải ứng dụng thoải mái. Tặng ốp, tặng cường lực cũng như là tặng sạc, thay pin miễn phí cho các bạn. Rồi tiếp nữa là một chiếc iPhone 11 thường. Ui dồi, này màu xanh ngọc, màu đắt nhất của iPhone 11 đây. Ngoại hình của nó là hàng zin đẹp 99%. Zin đẹp 99% thôi. Không zin bên mình tặng máy luôn nhé. Pin thì bên mình thay. Còn lại ngoại hình, màn hình này, vỏ này, main board này, linh phụ kiện khác là zin, có mỗi pin là thay thôi các bạn nhé. Đấy là phải nói rõ trước với các bạn như thế luôn. Bản 64GB bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 5.600.000. 5.600.000 các bạn nhé. Một chiếc iPhone X. Đấy, một chiếc iPhone X. Ngoại hình của nó là hàng zin đẹp luôn. X hay còn gọi là iPhone 10 đấy. Ngoại hình của nó là đẹp luôn các bạn. Xước sát tí xíu thôi. Để cho các bạn giá 3.000.000. 3.000.000 các bạn nhé. Mà này bảo đảm luôn các bạn, khách lẻ không thể biết nó là màn gì. Nhưng thực chất nó là màn màn GX các bạn nhé. Màn GX3. Rất là đẹp, cảm ứng dùng như là máy zin luôn. Đấy. Bản quốc tế 64GB, bao cho bạn reset thoải mái luôn. Giá cho bạn 3.000.000. Pin của nó là pin zin 85%. 3.000.000 thôi. Đầy đủ tính năng Face ID, nhận diện khuôn mặt đầy đủ luôn. Màn GX này là màn Z11 so với cả màn zin đấy các bạn. Vẫn bảo hành 3 tháng nữa, 1 đổi 1, tặng sạc, tặng cường lực, tặng ốp lưng. Đó là những gì mà bên mình muốn giới thiệu đến các bạn. Còn đây cũng chính là những chiếc máy Samsung A23 cũng như là M23. Này, các bạn thích máy nào thì cứ liên hệ với bên mình nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.